Đẹp. Đấy, chuồng đi rồi. Đấy, đi rất nhanh. Rồi, lắp đầu đèn sáng đấy. Đấy, chia sẻ quý vị các bạn, đây là đoàn tàu Lữ Hoàng đang có tại quảng trường Vạn Xuân thuộc thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là quay qua để chia sẻ quý vị các bạn. Tiếp cận gần đầu, đi lại này nó hơi bị rung. Đấy, giờ tối rồi bắt đầu ấy đấy. Đấy, cả xe đạp điện này. Đấy, ra hai cô bạn này đi xe đạp điện vào đây thế nào cho đẹp nào. Đấy, đây là tàu Lữ Hoàng. Đấy, chia sẻ với các bạn lắp hết 4 toa. Đây, toa cuối cùng đây. Đây, ông bạn lái đấy, tàu này rất trẻ. Đấy, toa cuối cùng bắt đầu lắp vào. Đấy, có cả mấy bạn ra giúp à? Hãy ra xem để lắp. Đã đi tàu này chưa? Mấy bạn này đi rồi à? Đi thấy thế nào? Đấy, còn đi cả xe điện kia ra đây để xem. Đấy, lắp toa cuối cùng. Đấy, những cái chốt của nó vào khớp đấy, nó bắt đầu cắm ấy, cắm điện đấy, sáng luôn. Để chuẩn bị khởi hành để ra khu vực quảng trường để tối rồi cho các cháu vui chơi. Nay là tối thứ bảy, các cháu vui chơi ở đi tàu này. Đấy, tôi đã chia sẻ hết cái một đoạn nữa để quý vị các bạn xem. Đây, toàn bộ 4 toa. Đấy, đi xa xa ra. Đấy, 4 toa tàu đã lắp xong. Đấy, gọi tàu điện Nữ Hoàng. Đấy, đây, vách lên phía bên trên. Đấy, để chia sẻ quý vị các bạn cảnh công trường đang làm đêm. Đấy, cầu tháp bật đèn, đang đổ bê tông à. Cản bơm bê tông đấy. Đấy, giờ đến đoạn tàu điện này, nhìn xa rất đẹp, dài tầm khoảng 12-14 mét gì đấy. Đấy, chút nữa ông lái tàu ông sẽ chạy, tôi sẽ quay tiếp đoạn nữa để chia sẻ với quý vị các bạn. Đấy, toàn bộ khu vực quảng trường đấy, phía xa xa. Bây giờ tối rồi cho nên là mọi người về, không có ai vui chơi đây cả. Đấy, chắc phải 7 giờ, chắc phải 8-9 giờ mới có người vui chơi đây. Đấy, người vướng tay. Đấy, buổi tối này nhìn nó cũng được đẹp. Tôi không bật đèn. Đấy, toàn bộ khu vực quảng trường thời tiết được mưa. Đấy, tàu bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Để sang chia sẻ tiếp đoạn nữa. Đấy, lắp những cái chốt này vào, chốt điện điếc cho cẩn thận chặt. Đấy, toàn cảnh tàu Lữ Hoàng được lắp vào buổi 19 giờ tối để đón các cháu và các du khách vui chơi tại quảng trường. Đấy, lại tàu kìa. Đấy, giờ có điện cao áp, tối rồi có điện cao áp, giờ mới bật. Đấy, sáng mới đẹp này. Không có điện cao áp nhìn nó tối quá. Đấy, bắt đầu đóng cửa. Tàu đề nổi đi. Đấy, bật thêm đèn. Đấy, chuồng đi rồi. Đấy, đi rất nhanh. Đấy, đây, có hai du khách nhỏ. Đấy. Đấy, đoàn tàu vẫn chưa vào cua. Chờ vào cua xem nào. Chạy thẳng à.
vẫn chưa vào cua. Đấy, toàn bộ khu vực khuôn viên quảng trường lúc đó vừa mưa xong, nó có nước nó ánh lên nhìn rất đẹp. Rồi, chia sẻ khu vực quảng trường lúc này vào hơn 19 giờ này, đã có các cháu bé hôm nay là thứ bảy đã ra chơi rồi. Đấy, toàn bộ cảnh quan rất đẹp. Đấy, lúc này là điện bật lên rồi nhìn nó sáng. Đấy, sáng cả khu vực quảng trường à. Đấy, tôi zoom lại chia sẻ quý vị các bạn. Đấy, xa xa đoàn tàu kìa. Đấy, đoàn tàu nhìn nó điện nó sáng lấp lóe cả. Đấy, đang chạy đấy. Rất tiếc là xa quá rồi, không ra được đến nơi để chia sẻ quý vị các bạn. Lúc này là các phụ huynh và các cháu bé, các du khách quanh khu vực quảng trường vẫn chưa ra vui chơi. Đã phải 8-9 giờ, 8 giờ trở ra. Đấy, đoàn tàu vẫn đang chạy kìa. Tại là ghê lại để chia sẻ khu vực này. Hết mưa cho nước nó vẫn còn đọng, vẫn đấy, nhìn nó ánh lên rất đẹp. Đây xe bê tông làm buổi tối đây, công trường làm tăng ca. Đấy, xe hàng vào. Đấy, vào cổng cổng bơm bê tông kìa. Đang có bơm bê tông đang đổ trên kia kìa. Trên nhà này, trên cầu tháp này, đang bật đèn này, đang công nhân đang làm này. Rất tiếc là tối quá nên nhìn nó không rõ cái cản bơm bê tông này. Mọi người vẫn giờ này đang làm tăng ca. Đấy, lát nữa thì có du khách ra vui chơi, giờ lác đác có người thôi. Đấy, phương tiện này. Toàn bộ khu vực quảng trường Vạn Xuân vào buổi tối. Đấy, quay về kết hợp với lại đoàn tàu Lữ Hoàng. Đấy, chia sẻ quý vị các bạn. Đấy, khu vực vui chơi kìa. Đấy, đoàn tàu Lữ Hoàng đã đo ra ăn kia rồi. Đấy, vẫn đang di chuyển từ từ rồi. Đấy, ánh đèn đó. Đấy, đây là chia sẻ bao giờ đoàn tàu dừng xem có tắt đèn không để quý vị các bạn xem. Vẫn đang chạy đấy. Đấy, chạy ra cuối sân quảng trường chắc khu vực đây này, khu vực cuối này. Đấy, vẫn đang di chuyển. Đấy, vòng đây này. Đấy, vòng đầu lại đấy. Quay đầu lại đấy. Đấy, nhìn ánh đèn nó lập lòe này. Có phán đoán. Đấy, vào bãi đỗ rồi. Đấy, xin phép được dừng video chia sẻ về quảng trường Vạn Xuân vào buổi tối. Vào buổi tối thứ bảy. Tại đây, hẹn gặp quý vị và các bạn tại các video sau. Mọi người vẫn đang làm tăng ca.